Tiêu văn thị đăng đàn để chúng con học tiếp tục thanh tịnh đạo. Và lúc nãy thì con cũng chưa có được nghe nghe nói là học tới đề tài gì, nên con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh ngài cho chúng con biết được đề tài. Dạ, bây giờ thì con kính nhân quý đến ngài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học thanh tịnh đạo được an vui thanh tịnh. Dạ, con kính nhân quý đến ngài, bạch ngài. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ha Ya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng đệ tử Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tục thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo phần tuệ, phần thứ ba mà vừa rồi chúng ta đã học về năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, 4 đế và 12 duyên sinh. Sáu pháp đó ngài Bố Tháp Cô Xá ngài gọi là Pajaphumi, là tuệ, là mảnh đất cho tuệ. Cho nên vị hành giả phải rành rẽ về quẩn xứ giới đế, quyền y tương sinh. Sau khi rành rẽ rồi đó mới bắt đầu thực hành tuệ quán. Vì tuệ quán Vipassana Ñāna hay là thiền quán, thì quán chiếu vì danh sắc. Do đó nếu như hành giả mà không biết được cái gì là danh, cái gì là sắc ở trong ngũ quẩn, không biết được ở trong thập nhị xứ cái gì là danh, cái gì là sắc, không trong thập bát giới cái gì là danh, cái gì là sắc, không biết trong 22 quyền cái gì là danh, cái gì là sắc. Thời như vậy làm sao có thể nhận ra cái đặc tính của pháp hội viên là vô thường, khổ, vô ngã mà đắc chứng được đạo quả? Chúng ta phải nắm cơ bản cái chỗ đó. Không biết nói như vậy các vị ở trong trung có hiểu không? Ồ, tốt quá. Dù chỉ có một người hiểu cũng được. Cũng có được hai người hiểu.
Sở dĩ mà chúng tôi phải trình bày lại cái này để chúng ta có một cái khái niệm về phần tuệ của Thanh Tịnh Đạo. Chứ nếu không có khái niệm đó đó, quý vị tưởng đâu là chúng ta đã học về quẩn xưng giới đế, quyền y tương sinh. Vừa rồi chúng ta học kết thúc 12 cái y tương sinh, 12 cái pháp y tương sinh là tập nhận nhân duyên. Rồi hôm nay quý vị nghĩ rằng là hết bài rồi, Thanh Tịnh Đạo đã học xong rồi, đâu có còn học cái gì khác nữa. Chúng tôi xin thưa quý vị là vẫn còn. Là bởi vì giới định tuệ ba phần ở trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì giới định tuệ đó Ngài Bố Thí Khô Sáng Ngài y cứ trên bài kinh Trạm Xe do Ngài Maitreya Bồ Tát đã trình bày khi được tôn giả Sariputta hỏi về mục đích của đời sống phạm hạnh, thì Ngài Puna Mantaniputta Ngài đã trả lời ví dụ như là bảy cái trạm xe. Thì bảy trạm xe đó là thất tịnh, visuddhi. Ngài sẽ là phất hỏi rằng là có phải chăng mục đích của đời sống phạm hạnh này, cứu cánh của đời sống phạm hạnh này là thành tựu được giới tịnh, sila visuddhi? Ngài Puna Mantaniputta Ngài trả lời là không phải. Rồi được hỏi tiếp, như vậy thì có phải mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh này là thành tựu về tâm tịnh, chitta visuddhi? Thì Ngài Puna Mantaniputta cũng nói là không phải. Rồi Ngài sẽ là phát hỏi tiếp, vậy có phải là mục đích của đời sống phạm hạnh này là để thành tựu kiến tịnh, không phải, hay là để thành tựu đoạn nghi tịnh, cũng không phải, hay là để thành tựu đạo vi đạo tri kiến tịnh, cũng không phải, hay là để thành tựu hành lộ tri kiến tịnh, cũng không phải, hay là để thành tựu tri kiến thanh tịnh? Thì Ngài Maitreya Bồ Tát Ngài nói rằng, nếu tu tập mà chưa có thành tựu được sáu tịnh đầu thì không thể thành tựu được cứu cánh là tri kiến thanh tịnh, tức là đạo quả. Vì sao vậy? Vì giống như là bảy cái trạm xe mà Đức Vua từ ở Kinh Đô Savatthi đi đến Vesali, đi một chặng ngựa đã thấm mệt, cho nên phải ghé cái trạm xe đó để mà thay đổi ngựa khác rồi chạy tiếp. Đến một chặng thứ hai là phải thay đổi ngựa khỏe, chặng thứ ba là phải thay đổi ngựa khỏe, chặng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Do đó nếu nói rằng là vua đi đến Vesali, từ sau khi đến Vesali (cười)
chỉ đi một lèo là đến Vesali, không cần phải qua 700 xe là không đúng, phải qua 7 trạm. Nhưng mà cái trạm thứ nhất không phải là cứu cánh của vua đi, trạm thứ hai cũng chưa phải là cứu cánh là mục đích, trạm thứ ba chưa phải là cứu cánh thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mới là cứu cánh, thứ bảy mới là cứu cánh. Nhưng phải ghé ở 7 trạm kia, thay đổi ngựa xong trạm kia rồi mới đạt đến cái trạm thứ bảy. Thì ở đây Ngài Bồ Tát Phổ Xá dựa vào cái bài kinh đó, Ngài thuyết về giới, Ngài trình bày về giới. Ở đây tức là phần giới tịnh si lớn xuất thí. Rồi phần thứ hai là Ngài trình bày về định, tức là cái phần tâm tịnh chích tâm xuất thí. Và phần thứ ba Ngài trình bày về tuệ. Tuệ ở đây là năm tịnh còn lại, là kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, hành lộ tri kiến tịnh và tri kiến thanh tịnh. Thì thưa quý vị, hôm trời bước qua phần tuệ, chúng ta chưa có học cái tịnh nào hết. Chúng ta chưa học được tịnh nào hết. Chúng ta chỉ mới học sơ khởi về năm cái mảnh đất phát sanh tuệ thôi, năm mảnh đất cho tuệ tăng trưởng, chúng ta chưa. Cho nên hôm nay đó là chúng ta sẽ bắt đầu học về kiến tịnh. Kiến tịnh tức là nó thuộc về tuệ, thuộc tuệ học, mà nó nằm ở cái vị trí thứ ba của thức tịnh, thì sau tâm tịnh, sau giới tịnh. Giới tịnh chúng ta đã học rồi, thuộc phần giới, như bốn thanh tịnh giới v.v. Rồi cái phần tâm tịnh thuộc phần định, như là cận hành định và an chỉ định đã trình bày. Còn bây giờ chúng ta sẽ học về năm tịnh còn lại, đó là bây giờ kiến tịnh đi thí vị xuất thí. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Đây là vấn đề thuộc về thiền quán. Người mà có cái khuynh hướng tu tập thiền quán đó, thì chúng ta học cái chỗ này chúng ta mới thấm thía được. Còn nếu mà chúng ta không có cái khuynh hướng để tu tập thiền quán đó, thì chúng ta nghe chúng ta cảm thấy nó khô khan, cảm thấy khó hiểu, không biết mình học cái này để làm cái gì. Cho nên ở đây đó, giờ này các học viên chúng ta rút tên khỏi danh sách lớp học cũng còn kịp. Để cho quý vị học chán quá, mai mốt quý vị gặp sư ở đâu quý vị nói đi nghe thượng tọa thầy sư giảng bài chán quá. Thưa quý vị, kiến có nghĩa là thấy, đi thí, tịnh tức là cái sự trong sạch. Kiến tịnh tức là cái sự trong sạch của quan điểm, của sự nhận thức, sự trong sạch của
cái tri kiến. Còn nếu mà định nghĩa như ở trong Thanh Tịnh Đạo đó thì Ngài nói Nam Rupa Nam Yatha Vadasana Đi thi quyền xuống thi Nam á, gọi là kiến tịnh là cái sự thấy như thật theo danh và sắc. Đó quý vị thấy là cái trọng, cái quan trọng trong cái việc tu thiền quán của chúng ta là chúng ta thấy được danh và sắc đối với thần này, cái đó mới là kiến tịnh. Cho nên những ai mà mới có đi vào bập bởm ở trong giáo pháp này mà nói rằng tôi đã có một cái tri kiến thanh tịnh, tri kiến chân chính, thì cái điều đó chưa đâu thưa quý vị. Chúng ta phải hiểu như thế nào gọi là tri kiến thanh tịnh, tức là không có chấp thủ năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, hay là danh sắc này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, mà chỉ thấy năm quẩn này là danh và sắc thôi, thì cái đó mới là kiến tịnh. Thì ở đây trong Thanh Tịnh Đạo, Ngài Bụt Thất Khứa Xá này giải thích kiến tịnh lấy tuệ phân định danh sắc Namarupa Parichidanyana là tuệ thứ nhất của 16 tuệ quán minh sát để làm chi pháp cốt lõi. Thì kiến tịnh là chúng ta phải thành tựu cái tuệ minh sát thứ nhất là tuệ phân định danh sắc. Cái đó là cốt lõi của kiến tịnh. Và ở đây Ngài còn nói thêm rằng được gọi là kiến thanh tịnh hay là kiến tịnh bởi tuệ quán này có tính chất thanh lọc thân kiến, sắc khà với đi thí hay ngã kiến, atta đi thí của cái vị hành giả. Thanh lọc thân kiến tức là có người họ chắc sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Thọ quẩn là ta là thọ quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn. Tưởng quẩn là ta là tưởng quẩn, trong tưởng quẩn có ta, trong ta có tưởng quẩn. Hành quẩn là ta là hành quẩn, trong hành quẩn có ta, trong ta có hành quẩn. Thức quẩn là ta là thức quẩn, trong thức quẩn có ta, trong ta có thức quẩn. Thì chấp bốn chấp ngã, mỗi một quẩn chấp theo bốn khía cạnh đó, thì bốn lần năm là 20 cái ngã chấp này, 20 ngã chấp đối với ngũ quẩn, cho nên là bốn lần năm 20 thì gọi là thân kiến sakkha viditthi. Mà nói gọn lại là atadithi là ngã kiến, tức là chấp bản ngã. Cho nên cái tuệ quán đầu tiên nó làm cho tri kiến thanh tịnh, nó làm cho tri kiến thanh tịnh. Bây giờ trước hết hành giả tu tiến tuệ cần hiểu rõ danh và sắc, danh nama, sắc và rupa. Danh là pháp gì được gọi tên theo thực tính sắc phà quá nhưng không có hình thể, thuộc về phi vật chất arupi. Mấy cái này là chỉ định nghĩa về danh thôi, định nghĩa về sắc.
Chắc có lẽ là chúng ta phải lướt qua, không có cần định nghĩa nữa. Bởi vì định nghĩa như vậy sẽ làm cho quý vị loãng, loãng cái dòng tư tưởng khi mà tu quán. Quý vị khỏi người định nghĩa từ, quý vị chỉ nhớ như thế này, được rồi. Chữ danh mà ở trong tuệ phân định danh sắc á, chỉ kể về 481 tâm hiệp thế và 52 tâm sở tương hợp với tâm hiệp thế thôi. Vì rằng tâm siêu thế không thể biết, không thể được biết bởi một người đang thực hành tuệ quán để chứng đạo quả. Cho nên quý vị chú ý, cái tuệ quán minh sát là đang thực hành bởi một vị hành giả hoặc phàm phu. Vì vậy cho nên không thể nói danh ở đây là gồm cả 121 tâm. Quý vị nhớ vậy. Cho nên ở trong buổi thanh tịnh đạo của ngài Bố Thí Cô Xá, ngài rất là cẩn trọng trong cái vấn đề này. Ngài nói rõ ràng chi tiết. Cho nên ai mà bất chấp là sáng hấp tấp mà để là danh ở trong cái tuệ thứ nhất, danh ở đây tức là trong hố tâm là sai. Không lẽ vì A La Hán ngài quán danh bậc tu đường quần tu đà hàm a na hàm A La Hán ngài quán danh sắc ở trong cái tuệ quán, ngài dùng tuệ quán để tập cái tri kiến chi vậy? Ngài đã bậc thánh rồi, ngài đã bậc thánh từ tu đường quần là đã dự trường thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì nó không có lý do gì mà ngài phải vậy. Cho nên ở đây được nói, và mai mốt mà quý vị có xem ở trong cái quyển sách Thanh Tịnh Đạo Giảng Lược, mà quý vị gặp cái nói là danh ở trong cái tuệ phương định danh sắc kể là 81 tâm như thế, quý vị đừng có nói rằng thượng tọa tự siêu giết giảng bị diệu pháp mà nói sai danh phải là 121 tâm chứ sao có 81. Vâng, quý vị cẩn thận giùm chúng tôi cái chỗ đó. Thời buổi bây giờ thì nó khổ lắm quý vị. Mình nói đúng cái người ta nói cũng sai. Có lần ấy chúng tôi đi thuyết pháp ở trên nhà, vị Phật tử nó bà cụ ở trên cái gác cao, đấy chúng tôi mới nói là mình bây giờ mình cúng Phật đó, nhang thì phải cúng nhang thiệt, bông hoa phải bông hoa thiệt, như vậy nó mới có cái lòng thành kính. Chứ cúng nhang giả, nhang mà bằng điện tử, nhang giả rồi bông hoa giả thì như vậy nó không có cái lòng thành kính. Và ở nghe nói vậy cái bà đốt nhang thiệt, mà bà già cả lớn tuổi đốt nhang thiệt thì sao nó rớt xuống sàn, cái nó bị, cái sàn nó bằng gỗ nó bị cháy, cũng may chữa kịp. Rồi sau đó bà lên bà trách mình, quý vị biết trách mình tại nghe lời mình, nghe pháp sư thuyết giảng mà mới xảy ra cái sự cố vậy. Chúng ta phải dùng trí tuệ. Phàm là một vị pháp sư thì khi mà giảng pháp là phải nói cho đúng. Nhưng mà nói cho đúng rồi cái người nghe đó là họ phải khéo tác ý và khéo áp dụng thực hành chứ không phải là không. Như ở đây khi mà trình bày về danh 81 tâm thì chúng ta phải khéo suy nghĩ. Tại sao danh ở đây chỉ nói có 81 tâm hiệp thế mà không nói đến tâm siêu thế? Cái chỗ này chúng ta phải hiểu.
Bây giờ nói đến sắc. Sắc là thành phần vật chất. Ở trong thân này, sắc trong thân gồm có 4 đại hiển và 24 sắc y sinh. Chúng ta có hợp, có hợp tánh pháp, nhưng mà cũng khổ. Cho đến giờ này, cái lớp tánh pháp ở trong room lớp Phật pháp của chúng ta chỉ mới có học, chưa hết cái phần tâm và tâm sở, vì chúng ta còn 6 cái khía cạnh quan trọng nữa: thọ, nhân, sự, môn, vật, cảnh. Chúng ta học chưa xong, mới có xong cái phần sự hay chức năng, làm gì mà chúng ta đi qua pháp được. Còn trong khi bây giờ học thanh tịnh đạo là chúng ta đang nói về cái tuệ mà phân biệt danh sắc. Cho nên chúng ta phải lắng nghe. Bây giờ chúng ta, Ngài Bồ Tát Khô Xá, Ngài giúp cho chúng ta vị hành giả có nhiều cách. Thứ nhất là phân định danh sắc theo ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hình thức đó. Thì ở đây có người phân định danh sắc theo năm uẩn như sau. Ở trong thân ngũ uẩn này, sắc là 27 sắc. Gồm, cái chỗ này cũng phải nói cho quý vị nghe nữa, học thắng pháp thì chúng ta biết là sắc pháp đó là 28 sắc, nhưng mà chúng ta đang nhìn cái thân của mình, đang nhìn cái thân này, thì cái thân này của mỗi người hành giả, mỗi vị hành giả chỉ có 27 sắc thôi. Bởi vì nếu mà quý vị là hành giả nữ thì quý vị nhìn cái thân đó, quý vị thấy có cái sắc nữ tính, chẳng lẽ trong thân quý vị có luôn cả sắc nam tính. Còn một vị hành giả là người nam đó, thì khi nhìn cái thân, họ nhìn thân của họ thì họ chỉ thấy có 27 sắc, tức là có nam tính chứ không có sắc nữ tính. Cho nên ở đây quý vị nhớ những con số này nó cũng quan trọng lắm. Trong thân ngũ uẩn này có sắc uẩn là 27 sắc, tức là gồm 17 sắc bất ly, 17 sắc cụ thể. 17 sắc cụ thể, đây là sắc rõ, Nibbana Rupa, như là 4 đại hiển, màu, mùi, vị, thực tố, và 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 1 sắc giới tính, chỉ 1 sắc thôi nha, là nam hoặc nữ, 1 sắc y vật, 1 sắc mạng quyền, và thinh, và gồm 10 sắc trừu tượng, như là thân biểu tri, khẩu biểu tri, khinh nhu thích, sinh tiếng dị diệt, và sắc vô giới. Thì ở trong này nó, Ngài Bồ Tát Khô Xá này để sắc giới, giao giới sau cùng. Ngài Tịnh Sự thì Ngài sắc cái sắc giao giới là sau cái sắc vật thực, nhưng sao cũng đủ, cũng đủ sắc thôi. Đó là nói về sắc quẩn. Còn thọ mà tương ưng với tâm hiệp thế đó là thọ quẩn. Tưởng tương ưng tâm hiệp thế là tưởng quẩn. Năm mươi tâm sở còn lại tương ưng với tâm hiệp thế là hành quẩn. 81 tâm hiệp thế là thức quẩn.
vẽ nhận định sắc quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn, thức quẩn là danh. Như vậy là hành giả phân định danh sắc theo ngũ quẩn. Chúng ta dừng lại trong khoảng chừng 30 giây để chúng ta suy nghĩ, chúng ta chiêm nghiệm cái thân này, cái thân ngũ quẩn, để nhìn thấy được danh sắc đối với thân ngũ quẩn. Quý vị có nhận ra chưa? Sáng hay tối, lúc mà quý vị hành thiền đó, quý vị chịu khó tác ý hướng tâm đến cái thân này để nhìn thấy danh sắc. Hơi thở ra, hơi thở vào, cái hơi thở đó là sắc. Cái chỗ mà tiếp xúc hơi thở là cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi và cái ống mình đã kết nối từ mũi đi vào trong khí quản, cái đó cũng là sắc. Mà hơi thở này thở ra hoặc thở vô với tâm an tịnh hay là tâm phóng dật, thở ra thở vô với cái tâm có tham hay không tham thì cái đó nó thuộc về danh. Tâm đó thuộc danh, bị danh nó tạo ra hơi thở, tâm nó tạo ra hơi thở. Cứ tu tập như vậy thì quý vị, nó có lợi ích cho chúng ta lắm. Chánh niệm hơi thở ra, hơi thở vào, chú ý biết lúc hơi thở ra, hơi thở vào, thân được xúc chạm, tức là cái chỗ chóp mũi chúng ta được xúc chạm, thì cái xúc đó cũng là danh, xúc đó cũng là danh, nó thuộc về. Thí dụ như cái chỗ mũi chúng ta mà nó có cái cảm giác nóng ấm do hơi thở ra, hay cảm giác mát do hơi thở vô, thì cái mát hay là ấm đó cái đó là thân thức. Chúng ta ghi nhận gì? Bây giờ chúng ta phân định, nếu như mà chúng ta không có quen phân định danh sắc thân ngũ quẩn, thì bây giờ chúng ta có những vị hành giả phân định danh sắc theo 12 xứ. Trường hợp thứ hai đó, ngày Bố Thân Cô Sáng này dạy cho vì hành giả tu tập phân định danh sắc theo 12 xứ như sau. Trong thân này có 6 nội xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, và 6 ngoại xứ là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Thì
thì chúng ta kiểm lại sơ qua đấy. Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ là năm sắc thần kinh. Còn sắc xứ, thân xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ là sáu sắc cảnh giới. Thì nói về mười xứ thô này, chúng ta quy về sắc rupa. Còn ý xứ ở đây là 81 tâm nghiệp thế, thì chúng ta quy về danh. Còn pháp xứ là 52 tâm sở thuộc về danh, 16 sắc thế thuộc về sắc. Như vậy 12 xứ thì có 10 xứ rưỡi là sắc, 1 xứ rưỡi là danh. Hành giả phân định danh sắc theo tập nhị xứ là thế. Lý thuyết thì chúng tôi trình bày như cách của Ngài Bố Thất Cô Xá, Ngài đã giảng giải. Còn về kinh nghiệm lâm sàng, mỗi vị hành giả chúng ta có thích ứng và có ghi nhận được một cách rõ ràng, phân định được danh sắc rõ ràng hay không là cái đó tùy theo duyên của chúng ta. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc ban đầu là vị hành giả phải hành thiền và chúng ta ghi nhận danh sắc theo cái lý thuyết thực hành, theo cái lý thuyết pháp học của chúng ta. Khi mà học ở trong thanh tịnh đạo, chúng ta thấy như vậy, chúng ta mới bắt đầu ghi nhận. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế này: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc, thân, khí, vị, xúc, mười xứ thô đó là sắc. Còn ý xứ ở đây hoàn toàn thuộc về danh. Chúng ta nói cũng giống như trả bài vậy đó. Để dần dần chúng ta quen á, thì lúc sau đó chúng ta khỏi cần phải nhớ bài nữa. Mà lúc bây giờ chúng ta nhận diện, khi mà chúng ta nhìn cái thân thập nhị xứ này, thì chúng ta sẽ nhận diện ra danh sắc. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ phân định danh sắc theo thập bát giới, tức là 18 giới như sau. Trong thân này có nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới là năm sắc thần kinh. Sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới là năm đối tượng của năm sắc đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mười giới này hoàn toàn thuộc về sắc. Do duyên căn và cảnh, như là do duyên nhãn giới và sắc giới, hay duyên con mắt và duyên cảnh sắc, gọi là duyên căn và cảnh, nên khởi lên tới tâm nhãn thức giới. Nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Bảy giới này hoàn toàn thuộc về danh. Pháp giới thì có phần thuộc về danh, tức là 52 tâm sở, có phần thuộc về sắc tức là 16 sắc tế. Như vậy trong 18 giới có 10 giới rưỡi là sắc, 7 giới rưỡi là hành giả phân định danh sắc theo tập bát giới là như thế.
Ở trong Thanh Tịnh Đạo Ngài cũng nói thêm rằng hành giả sau khi tìm ra danh sắc trong thân này theo quận xứ giới như vậy rồi, vị ấy phân định danh sắc rằng đây là danh, đây là sắc, đây là danh, đây là sắc. Cứ chúng ta cứ niệm tưởng này, giới khỏi cần phải trao bài nữa. Đây là danh, đây là sắc, đây là danh, đấy, chúng ta liên tưởng đến tâm đang sanh. Đây là sắc, liên tưởng đến cái tế bào vật chất đang có trong người. Nếu đã suy xét như vậy mà vẫn chưa sanh tuệ phân định danh sắc, quý vị nhớ cái tuệ phân định danh sắc nó phải có thiệt chứ không phải là, nó không phải là cái chuyện dở. Thí dụ bây giờ thế này, chúng ta gọi là đi lấy lửa để chúng ta nghe nói, để chúng ta thực hành. Chúng ta lấy một cái cục đá, hai cục đá, để chúng ta khẹt khẹt với nhau, cọ cọ với nhau, chúng ta đập và đập trợt với nhau thì nó nẹt ra lửa. Nhưng mà lửa đó chưa có xài được. Chừng nào mà lửa đó được nẹt ra từ hai, xẹt ra từ hai cái cục đá chạm vào nhau đó, mà ở phía dưới nó có cái mỏi, tức là những cái miếng cỏ khô hay là rễ cây khô được chất chung quanh, khi họ nẹt lửa và bắt đầu nó lên khói, và khi nó lên khói thì người ta phải thổi nhẹ 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 để cho nó bắt cháy. Khi bắt cháy ra cỏ rồi đó, người ta mới dùng củi để người ta chất chung quanh, người ta đốt. Khi nó có lửa ngọn rồi thì lúc đó mới gọi là lấy lửa để dùng xài, chứ chỉ mới có nẹt lửa bằng cái dụng cụ như là đập đá hoặc là xe lỗ ở trên cái miếng cây khô thì cái này nó chưa phải là lấy lửa. Đúng vậy, khi mà chúng ta học biết, chúng ta mới nghĩ rằng 28 sắc pháp là sắc, sắc quẩn. Rồi tâm nhiệt thế này với thuộc tánh của nó gọi là danh. Chúng ta nói như vậy đó, chúng ta suy nghĩ như vậy đó, là chúng ta chưa có phát sinh được tuệ quán minh sát, tức là chúng ta chưa phát sinh lên gọi là namarupa parikaha jnana. Chúng ta chưa phát sinh được tuệ đâu. Do đó chúng ta cần phải hiểu rằng cái này chỉ mới có lúc ban đầu chúng ta tìm cái phương pháp để mà quán cho phát sinh lên tuệ phân định danh sắc. Thì bây giờ, nhưng mà thôi để tuần sau đi. Nếu đã suy xét như vậy mà vẫn chưa sanh được tuệ phân định danh sắc thì hành giả làm theo ba cách để nhận định danh sắc rõ rệt.
Để tuần sau chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ học ba cách này. Từ đây cho đến thứ bảy tuần sau, nếu mà quý vị có hành thiền để mà nhận diện thì chúng ta chịu khó là chúng ta chỉ mới nhận định danh sắc bằng cái tuệ văn, chứ chưa phải bằng cái tuệ tu. Bằng cái tuệ tu. Bây giờ thì chúng ta tạm thời nghỉ để chúng ta chuẩn bị cho 8 giờ đi vào học lớp Trung Bộ Kinh Buddhatthamma. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Watu sapa mangalang rakhan tu sape de watu sapa buddha rupa we na sada sati pangwan tu te bawatu sapa mangalang rakhan tu sape de watu sapa dhamma rupa we na sada sati pangwan tu te bawatu sapa mangalang rakhan tu sape de watu sapa sangha rupa we na sada sati pangwan tu te. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.